Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.moidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Thưa Phật tử, thì tối nay tối thứ sáu quý vị về tụng kinh. Thì bây giờ bắt đầu từ từng này á, thì cố gắng là chúng ta học kinh Pháp Hoa nha. Nhưng mà tôi không có cái thời giờ để triển khai hết cái bộ kinh Pháp Hoa, cho nên bây giờ tôi chỉ triển khai trở lại cái tựa đề. Rồi tôi nói được bao nhiêu thì nói. Vì bộ kinh Pháp Hoa tôi giảng nhiều lần, hình như 2 lần là phải. Mà cái lần sau cùng là giảng trên mạng là 97 tiếng đồng hồ, là 97 lần. Thưa các vị, thì các vị nếu mà các vị nhìn lại, các vị hãy tự thọ nhận cái hạnh phúc cho mình. Là tại vì mỗi tuần tôi đều hướng dẫn cho các vị những cái giáo lý. Dẫu rằng thì tôi đã nói trước rồi á, thì chúng ta đãi cát tìm vàng. Chứ trên cuộc đời này nó không có cái vàng nào mà tự nhiên có thành khối mà để chúng ta lượm á. Đã chấp nhận ông thầy Thiện Tài thì phải ráng cố gắng đãi cát tìm vàng. Ta nói hả, thường thường cái người có tài thì có tật. Nói lưu lót thì thường hay vấp phải. Đó là cái lý đương nhiên. Tôi phát hiện ra một việc mà chiều nay tự động tôi sau khi nấu nướng đây xong rồi về với thất. Tôi ngồi gần 2 tiếng đồng hồ vừa ăn mà vừa tư duy. Rồi tôi vô tôi soạn cái bài giáo lý này. Tôi mới phát hiện ra một việc mà tôi dám khẳng định rằng là đây là sự thật. Là cái kinh Tạng Đại Thừa mình đang tụng đó, thật sự ra là chư tổ ngày xưa viết những cái bộ kinh này đó với một cái bối cảnh là các vị biết là nó trần thân lắm, chứ không phải dễ dàng. Bởi vì cái bộ kinh Pháp Hoa mà quý vị đang tụng đó là sau khi Đức Phật nhập diệt 700 năm thì mới có cái bộ kinh Pháp Hoa này. Quý vị biết nói ra rất là đau xót. Là cái Phật giáo thời đó đó, nó giống như cái hoàn cảnh thời đó nó điêu tàn. Nó gần như là tiêu ma bại chủng. Bởi vì giữa các cái tranh chấp giữa các cái bộ phái với nhau á, cho nên Phật giáo thời đó nó suy đồi. Cho nên nhiều khi á, mình không hiểu á, cái mình thấy rằng cái hoàn cảnh của mà mình đang sống ngày nay á, cái mình thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, nhất là cái thời buổi thông tin nó mạnh á, rồi các vị nghe nay cái chuyện này, mai chuyện kia, mốt chuyện nọ. Thật sự đó là tại vì mình sống với cái trào lưu. Con người nó mỗi lúc mỗi đông, xã hội mỗi lúc mỗi phát triển. Cái nền công nghệ về thông tin đó, nó phát triển, cho nên các vị thấy, các vị nghe nhiều đó, nó trở thành cho mình một cái tai hại rất lớn. Đó là mình lại cứ mình nghĩ rằng mình sanh cái thời này á, là cái thời cách Phật xa xôi, thời mạt pháp. Nhưng mà tôi đọc lại những cái trang sử rồi những cái kinh tạng này á, mới biết rằng sau khi Đức Phật nhập diệt á,
hơn 100 năm sau, nó kéo dài cho tới cái thời kỳ mà Kinh Pháp Hoa này là 700 năm sau khi Phật nhập diệt, là có như các vị biết là nó Phật giáo nó điêu tàn, nó dường như nó như là khốc liệt. Vì vậy chư tổ không biết làm sao hết, mới soạn ra những cái bộ kinh Lạng Đại Thừa như thế này nè, để kéo lại cái lòng tin, kéo lại để cần cầu cái các bậc thiện tri thức mà phát cái tâm, mà đọc, mà tư duy, để rồi tu tập để giữ gìn lại cái mạng mạch đạo pháp. Chứ không phải kinh Tạng Đại Thừa chư tổ viết ra để cho ngày nay mình gõ cốc mình tụng. Cho nên tôi nói vậy đó, nói sự thật, đây là những dầu Phật tử ít hay nhiều không biết, nhưng mà đây là sự thật. Bây giờ các vị có bao nhiêu học bao nhiêu, các vị ráng phát tâm đi. Có nhiều vị cũng đừng thấy mình mệt mỏi nữa, bởi vì các vị không học, không nghe cho kỹ những cái tư tưởng này á, rồi đời sau các vị có trở lại cuộc đời này, các vị cũng chậm bước mà thôi. Thành ra tôi có lời khuyên á, các vị ráng khi nghe kinh á, đừng có sợ mệt mỏi. Tôi hứa khi tôi giảng kinh Tạng này, tôi sẽ cố gắng nói gọn ở trong cái ý kinh, nhưng mà các vị cũng phải phát cái lòng là tiếp thu đi. Thì tôi không có đá dò lái, móc chỗ này móc chỗ kia đâu, bởi vì cái kinh Tạng Đại Thừa nó sâu sắc lắm. Nhưng vậy mà tôi nhắc cho lại các vị, kinh Tạng Đại Thừa nó có hai loại. Cái loại thứ nhất á, là Đại Thừa gốc, để mở mang cái chủng tánh trí tuệ, mở mang cái trí tuệ chân thật. Nhưng mà cái kinh Tạng Đại Thừa thứ hai đó, thì sau khi mà tràn xâm nhập qua bên Đông Độ, là bên Tàu rồi đó, thì bắt đầu nó có mai một. Nó có mai một hơn, là tại vì cái thể chế, cái độc đoán của cái người Trung Cộng, người Tàu bây giờ, mình nói là Đông Độ bây giờ đó, cái máu của họ tới ngàn năm này, tới ngàn năm khác vẫn như vậy. Bất cứ nền văn hóa nào đến nước của họ, bất cứ cái nền kinh tế chính trị nào đến nước của họ, là coi như họ độc tài, họ khống chế theo kiểu của họ. Rồi họ đi đâu á, họ đi đâu trên các nước trên thế giới, các vị thấy không, họ cũng đem cái văn hóa, cái độc tài của họ để họ cai trị, chứ họ không chấp nhận. Họ không chấp nhận cái người ta, mà họ có một cái đặc biệt rất lớn, là họ có cái bệnh là họ nhái rất giỏi, mà họ nhái xong rồi họ làm cái kiểu của họ từ ngàn năm này tới ngàn năm khác. Thì tôi nghĩ cái phong thổ, cái khu vực, cái lưu thủy của cái quả địa cầu, chắc cái xứ vùng đó nó như vậy thôi. Con người đó nó như vậy. Tôi không đề cập tới chính trị, nhưng mà tôi nhắc cho Phật tử vậy. Cho nên tới bây giờ, thí như đọc Kinh Pháp Hoa, như hồi nãy cái bài đầu tiên mình sám hối đó, thì vẫn có nhắc tới Phật A Di Đà, vẫn có nhắc rất rõ ràng. Nhưng mà Di Đà đó, so là Di Đà ngày nay, nó lại là của Trung Cộng. Còn Di Đà thật của Đức Thích Ca Mâu Ni, cái chân lý của Đức Thích Ca Mâu Ni đó, là ông Di Đà đó, đó nó đặc biệt lắm. Nó vũ trụ bao la này, pháp giới tàng thân này, chứ không có riêng cái Tây Phương mới có. Đó bao nhiêu đó thôi thì các vị cũng thấy là nó mai một như vậy. Tôi trở lại cái vấn đề tôi muốn nói các vị. Như vậy tôi khẳng định cho tất cả Phật tử trên thế giới đang nghe đây, cũng như các vị đang ngồi trực tiếp trước mặt tôi đây, là Kinh Pháp Hoa là bộ kinh sau khi Đức Phật nhập diệt 700 năm thì bộ kinh này mới ra đời. Và cái bộ kinh Pháp Hoa này ra đời sau cái bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Duy Ma Cật. Mà hiện bây giờ nè, tôi đang giảng kinh Duy Ma Cật, và tới giờ giai đoạn này và sáng nay tôi mới dám tuyên bố một điều là cái thời đó các vị biết là nó điêu tàn tới mức độ mà
mà họ phải dùng ông Xá Lợi Phất á, dùng tôn giả Xá Lợi Phất ra để họ làm cái trò cười cho thiên hạ. Các vị thấy ghê gớm như vậy là Phật giáo thời đó các vị biết nó như thế nào rồi. Có ai ngờ đâu các vị, nếu mà nghe cái tôi giảng mấy bữa nay mà giữa cái cô thiên nữ đó, cái chữ thiên nữ, cô thiên nữ mà đấu với ngài Xá Lợi Phất, mà coi như là trong kinh đó là ngài Xá Lợi Phất phải ngậm miệng, phải lặng thinh, không có dùng danh từ trả lời được, mà cô thiên nữ phải cài tới chân coi như ngài Xá Lợi Phất phải chịu thua như vậy. Thì tôi hỏi các vị thử suy nghĩ ngồi nghiệm lại coi, có phải rằng đem ngài Xá Lợi Phất là làm đại đệ tử của Đức Phật ra để làm trò cười không? Nhưng mà tại sao như vậy? Là tại vì cái Phật giáo thời đó nó đấu đá quá nhiều, đấu đá quá nhiều, chứ không phải riêng thời mình ngày nay mới đấu đá đâu. Tôi khẳng định điều đó cho các vị rõ như vậy. Vì vậy mà đấu đá cuối cùng rồi đó, chư tổ mà những người gọi là vì mạng mạch đạo pháp, thậm chí là tôi dám dùng từ đắc đạo, nhưng mà cũng không làm gì khác hơn được, mà cuối cùng phải tiếp tục viết ra những cái bộ kinh mà nương cái trí tuệ của Đức Phật, chân lý của vũ trụ, để viết ra bộ kinh như kinh Di Ma Cật. Như vậy thì sau khi Đức Thế Tôn, tôi nhắc lại nè, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, chuyển pháp luân, thì hoàn toàn khi mà Đức Phật nói cái tư tưởng cao tột rồi đó thì không ai nghe chịu nổi hết. Cho nên ngay cả một vị Như Lai Thế Tôn mà còn phải đòi nhập diệt. Nếu nói về mặt lịch sử á, thì Đức Thế Tôn đầu tiên tu hành, tu khổ hạnh, tu tới mức độ mà cái thân thể ngài sắp chết rồi. Quý vị nhớ rõ mặt lịch sử vậy đúng không? Ngài sắp chết rồi. Thì tình cờ đó là hai chị em của nàng Xuất Ta là nàng Chăn Cừu mới xa xa mới, tôi nhắc trở lại các vị nhớ cái này là thầy không cần Phật tử đông nha, mà ít như vậy mà rõ để mà nắm cho nó tường tận nè. Khi đó, đó thì hai chị em nàng Xuất Đa đó mới dâng bát sữa cúng cho Đức Phật, cho lúc đó chưa là Phật, lúc đó cho Thái Tử. Và sau khi uống bát sữa rồi thì sao? Thái Tử đi tắm. Rõ không? Bởi vì cái tiểu sử tới đây là rõ rồi phải không? Đi tắm xong rồi làm gì nữa? Bắt đầu ngày ngồi kiết già nhập định 49 ngày đêm. Đây là lịch sử rõ nha, không có thêm bớt nha. Rồi sau 49 ngày đêm đó làm sao? Thì thành đạo. Ngài mới thấy rằng tu không phải ép xác để khổ hạnh, tu không phải để nhàm chán cuộc đời này, mà phải làm sao cho nó thấy được cái lý trung đạo. Cho nên ngài mới đắc đạo với cõi Bồ Đề, cái cây gọi là Tất Bát La, mà sau này vì cái nơi Đức Phật ngồi để thành đạo cho mới sửa lại là cây Bồ Đề. Bồ Đề là giác. Như vậy Đức Phật thành đạo rồi thì bắt đầu Đức Phật sao? Tiên thuyết với trời người rằng là tất cả chúng sanh này ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có đầy đủ trí tuệ, ai cũng có đầy đủ cái thiện pháp, ai cũng có khả năng để mà sống trong trời đất bằng một sự an vui thanh tịnh. Tôi nói theo cái danh từ rõ nghĩa như vậy. Còn cái danh từ mà gom lại là nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai đức tướng, là tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí tuệ như Như Lai hoặc là Như Lai. Nhưng mà nói như vậy không ai nghe nổi hết, tao không tin được. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi chưa thành Phật nữa, nhưng mà giờ tôi nói Phật nói các vị thành Phật, các vị tin nổi không? Thành thì nói mà thành. Đầy đủ phiền não, đầy đủ tham vọng, đầy đủ khổ đau, đầy đủ bất bình, bất mãn, thì dĩ nhiên mình tự mình thấy mình không thể thành Phật được. Nhưng mà thực tế cái khả năng của chúng ta đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà vì mình không thành được là tại sao? Tại vì mình bị cái vô minh nó che lấp. Quý vị rõ chỗ đó nghe. Cho nên Đức Phật, khi mà Đức Phật nói như vậy không ai tin nổi hết, không ai chịu nổi hết. Cho nên Phật muốn nhập Niết Bàn. Đối với mặt khoa học, Phật muốn nhập Niết Bàn là đúng. Bởi vì sao?
mới vừa uống bát sữa trong khi ngài đã ốm ho tiều tụy ngồi 49 ngày. Dầu có giác ngộ đi chăng nữa nhưng mà cơ thể của ngài tôi coi vậy chứ nó cũng chưa phải là hoàn hảo được. Mà không hoàn hảo được thì bây giờ mà có ngồi như nói với tôi về lý luận biện giải về sao Như Lai nói nổi mà Như Lai sống chi nữa. Đó giờ mình nói về cái mặt thực tế, Như Lai muốn nhập diệt là muốn chết á. Nhưng mà hàng chư thiên mới nói rằng bạch Thế Tôn, ngài đã thành tựu một vị Như Lai rồi. Khi từ ở nơi cung trời đấu xuất với hạnh nguyện, ngài thị hiện xuống nhân gian này để ngài làm một cái tấm gương để cho chúng sanh trên quả địa cầu này để mà cho làm những điều lành, để mà tu nhân tích đức, để mà được trí tuệ thành Phật. Ngài chấp nhận xuống hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, xuống cung vua Tịnh Phạn. Ngài làm một con người như bao nhiêu con người, và ngài đã vượt qua bao nhiêu cái giai đoạn khó khăn khổ sở tu hành để ngài thành đạo. Rồi chúng tôi đã từng hỗ trợ cho ngài, dầu ngài khó khăn cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng tôi cũng hết lòng để hộ trì cho ngài, để ngài thành một vị Như Lai như thế này. Chẳng lẽ nào vì thấy chúng sanh kém cỏi ngài dội bỏ đi sao? Cho nên cái câu này nó tuyệt vời lắm nghe các vị. Các vị, cho nên tôi nói đại Phật tử, tôi không phải là bài bác cái tụng kinh, mà bây giờ tôi muốn các vị ráng làm sao mà nó cái lý này nó nghe nó trong sáng đi rồi quý vị mới. Nhưng mà đừng có chấp cái lý mà bỏ cái sự tụng kinh nghe. Phải nhờ có tụng kinh này rồi tôi nương vào đó tôi dạy cho các vị nghe. Thế thì các vị thấy á, Thái tử Tất Đạt Đa khi đi tu á, nó vô cùng khó khăn. Nhưng mà rồi khó khăn nào ngài cũng vượt qua được hết. Thậm chí người ta vu khống ngài, người ta mạ lị ngài, người ta giết ngài. Mà ngay cả hoàng thân quốc thích như là Đề Bà Đạt Đa, thậm chí như là A Xà Thế là một vị vua, rồi thậm chí coi như các vị thấy là tìm mọi cách để giết ngài. Nhưng mà sao? Tai nạn nào cũng vượt qua hết. Là sở dĩ là tại vì đó là ngài chư thiên thử chấp nhận cho ngài trải qua những cái khó khăn như vậy. Nhưng mà phước ngài có, cho nên lúc nào cũng có quý nhân giúp đỡ. Mình nói theo cái kiểu thế gian vậy. Nhưng mà ngài vẫn bị bầm dập để thử cái sức kiên nhẫn. Đó là tôi nói một việc. Thế thì chư thiên họ mới trách ngài với cái hạnh nguyện là ngài xuống Ta Bà này để ngài cứu khổ độ sanh, mà có bao nhiêu đó ngài dội nhập diệt sao? Thế thì Thế Tôn mới nói là sao? Thôi Thế Tôn sẽ ở lại Ta Bà này, Thế Tôn sẽ hoằng pháp. Nhưng mà ngài Thế Tôn có nói một câu rằng vậy chứ khi nào mà Ma Dương thỉnh thì ta nhập diệt đó nghe. Nhớ cái câu đó nghe. Khi nào Ma Dương thỉnh là ta nhập diệt. Cho nên cuối cùng năm 80 tuổi thì bao nhiêu việc ngài đã làm, duyên ngài đã gieo, phước ngài đã tạo, trí tuệ ngài đã ban khắp rồi, thì lúc đó ngài già nua rồi, cái chư Ma Dương nó lại nó thỉnh, nó nói thôi ngài thôi đủ tuổi rồi, nhân gian này trung bình tuổi đó đủ rồi, thôi thỉnh ngài nhập diệt. Thì tại vì ngài cái lời hứa rồi, cho nên ngài phải nhập diệt. Đó là tôi nói về cái mặt lịch sử. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề. Như vậy thì các vị biết khi mà Đức Thế Tôn như vậy rồi đó, thì Đức Thế Tôn bắt đầu nói những cái bài pháp chỉ là đơn giản thôi. Bởi vì chúng sanh nói cao quá nó nghe không nổi, cho nên buộc lòng Thế Tôn chỉ nói đơn giản. Thì Thế Tôn nói xoay quanh về cái tứ diệu đế thôi. Thế Tôn dạy cho người ta cái pháp tu xoay quanh những cái phương pháp, phương tiện tu hành gọi là trợ đạo. Cho nên cái bài pháp mà bắt đầu Thế Tôn mình nghe thì tưởng đâu bài pháp này đầu tiên, nhưng mà thật chất là cái bài pháp đầu tiên là tư tưởng đại thừa nghe, là ngài nói về tứ diệu đế nè. Các vị nhớ cho rõ nghe, bây giờ mới mốt á, bây giờ các vị nghe cái này cho rõ rồi á, thầy trò mình đời này đời qua vẫn gặp nha. Bởi vì các vị đã phát nguyện là đệ tử Phật rồi, chứ không ai, tôi biết bây giờ đây trong này không ai phát nguyện làm đệ tử ma, đã là đệ tử Phật.
thì phải biết rằng đây là những cái lời, cái thứ giáo lý mà ba đời mười phương chư Phật, bất cứ vị Phật nào ra đời ở quốc độ nào cũng y quy trình đó mà nói. Thì Đức Phật nói cái bài pháp Tứ Diệu Đế, tôi nhắc từ từng bước. Thì trong Tứ Diệu Đế này đó, để Phật nhắc cho chúng sanh thấy cuộc đời này là khổ. Rồi do đâu mà có khổ là do tập, tập là quân tập. Thì bây giờ hai cái cặp này nè, muốn diệt khổ thì Ngài phải nói tiếp là diệt là biết bàn. Mà muốn có diệt thì phải có đạo. Như vậy muốn thành tựu được mà được trở thành cái bồ đề niết bàn đó, thì cái phần đạo đế này đó nó gồm có 37 phần trợ đạo, quý vị nhớ rõ nha. Như vậy gọi là trợ đạo thôi, nó trợ đặng cho cái người đó nó không còn khổ nữa mà nó trở thành gì, chữ diệt giống như là vui vậy đó. Nó không còn bôn ba, nó không còn sầu muộn, nó không còn phiền lụy, nó không còn đau thương. Cho nên vì vậy mà để trở về cái diệt, mà cái nhân của điều kiện nào để thành tựu cái diệt này nè, cái an lạc này nè, là cái đó là 37 trợ đạo Phật, đó, gọi là đạo đế đó. Đó là tôi nên nói một điều. Sau đó rồi đó, như vậy thì sau khi Đức Phật nói cái này rồi, thì sâu hơn cái này đó, mà sau này Phật giáo hình thành gọi là kinh Tạng A Hàm, hay còn gọi là Tiểu Thừa đó. Thì tôi hỏi các vị nè, tôi điều này mà tôi phát giác được một điều mà tôi hết hồn rồi. Cái Tiểu Thừa này xưa nay họ dành, họ cho là họ là Phật giáo nguyên gì, nguyên thủy. Nhưng thật chắc chẳng có nguyên thủy con khỉ khô gì. Bây giờ tôi trả lời các vị, dù rằng họ chắc như vậy, nhưng mà Đức Phật đành rằng có nói cái điều này. Nhưng mà thật sự cái gốc của Đức Phật nói cũng chưa hẳn là cái việc này. Rồi bây giờ tôi trả tiếp tục. Như vậy thì gọi là nguyên thủy là đó, họ dành thôi nha, họ dành thôi. Chứ nếu mà Đại Thừa hay là Phật giáo nói chung mà không bước qua ngưỡng cửa này thì làm sao mà tu à? Thành ra không có nguyên thủy, con khỉ gì tới bây giờ. Tới đây rồi. Thì bây giờ Phật đã nói xong cái phần Tứ Diệu Đế này nè. Phật nhắc nhở cho bao nhiêu năm để cho người ta làm lành lánh dữ, người ta thấy cuộc đời nó vô thường, nó vô ngã, thấy cuộc đời này nó bất bình, bất mãn vân vân, làm những điều đó để cho người ta thấy rõ rồi, chỉ cho người ta cái nhân quả rồi. Xong Đức Phật lúc này đó, cái tư tưởng, tôi nói là tư tưởng chứ tôi không nói là toàn bộ cái Đại Thừa, mà tư tưởng Đức Phật sau cái Tứ Diệu Đế này á, thì Ngài nói cái tư tưởng gọi là Kinh Bát Nhã. Tư tưởng Bát Nhã, bởi vì khi xong cái này rồi thì phải đạt tới đỉnh cao là trí tuệ, thành tựu trí tuệ. Các vị nhá, chỉ có trí tuệ mới dẹp được cái phiền não, cái đau khổ thôi. Chứ bây giờ tôi hỏi thật, các vị đã học Phật lâu năm rồi, các vị khẳng định cho tôi nghe, các vị tụng kinh như vậy, các vị cầu, các vị có dẹp được phiền não không? Và cầu chư Phật cho con đừng có não phiền, cho con đừng có buồn bã, cho con đừng có thế này thế kia, Phật có độ được không? Đó, tôi nói các vị học đạo, các vị phải rõ như vậy. Như vậy thì nếu các vị muốn hết khổ thì buộc lòng các vị phải có trí tuệ. Như vậy tụng kinh để nó cho các vị hiểu cái lý kinh, để nó phát huy cái trí tuệ. Cho nên lúc này Phật nói tư tưởng trí tuệ là chính. Tư tưởng trí tuệ này bây giờ từng bước Ngài mới trở lại cái vấn đề, Ngài mới nhắc lại cái lý tưởng ban đầu của Ngài theo cái tư tưởng Hoa Nghiêm, cho nên mới hình thành một cái Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là bộ kinh dạy cho tất cả chúng sanh thấy được cái Như Lai đức tướng và thấy được cái thế giới này là do nhân duyên.
Như vậy thì lúc này Đức Phật không có nói tùm lum trên này nữa, mà Đức Phật giải chánh kiến. Ngài trở về cái lý trung đạo. Ngài dạy cho chúng ta thấy rằng cuộc đời này nó có nhưng mà nó không thật có. Nhưng mà nó không, nó cũng không thật không. Cho nên khi nhìn thấy nhân duyên rồi đó, thì bây giờ nhìn mọi cái việc phiền não nhiễm mơ trên cuộc đời này đó, cái việc đau thương bi lụy, cái việc hơn thua thù hận á, Ngài nói nó giống như khách, nó như trầm thôi. Bởi vì nó nhân duyên của nó mà. Nó như là khách, nó như là trầm. Khách là gì? Khách là cái người nó lai vãng, nó đến. Giống như ví dụ nhà của các vị, các vị là chủ, thì tình cờ có người bạn khách ở phương xa tới. Đã gọi là khách thì coi như nó không có quyền hạn gì hết. Mình thích, mình đồng ý, mình cho nó ở. Mình không đồng ý sao? Cho nó đi. Như vậy cái phiền não, cái tham, cái sân, cái si, cái buồn, cái bã, cái hận, cái thù, nó ở trong đầu mình, nó lại là gì? Nó là mặt khác. Mình để nó ở trong đầu thì giống như mình nuôi dưỡng, mình chứa nó. Mà nếu mình nuôi dưỡng, mình chứa nó thì sao? Nếu mà nó bạn tốt thì nó làm cho mình vui. Mà nó là bạn xấu thì sao? Thậm chí nó trói mình, nó giết cả chồng, cả vợ, cả con, nó chiếm gia tài, sản nghiệp của mình. Có gì rõ không? Nó là khác. Vậy thì cái phiền não, cái thù hận, cái hơn thua, cái bất bình, cái bất mãn, bây giờ Đức Phật dạy cho chỗ này nè, để cho chúng sanh dùng cái trí tuệ mà quán chiếu thấy nhân duyên của nó, để thấy nó là khác. Rồi Đức Phật lại dùng tiếp đó, nó lại là trần. Trần là bụi. Ngài mới nói câu là bây giờ các vị thử, các vị thổi cái khói lên nó mịt mùng đi, bụi nó lên mịt mùng vậy nè. Mà tôi nói quý vị là Đức Phật, tại sao Đức Phật dùng cái từ tuyệt vời không? Đức Phật nói phiền não nó là trần, bụi mịt mùng, bụi không thấy đường đi. Nhưng mà tôi hỏi các vị, nó có ở lâu không? Cuối cùng nó cũng rơi trả về cho cái bầu hư không này, nó trở thành thanh, thanh tịnh. Rồi cho nên á, học cái giáo lý này nó đã cái chỗ đó, tôi đã các vị phải học rồi. Khi học rồi đó thì bác chị mới từ bước nhờ cái trí tuệ này nè, mà ta thấy cái nhân duyên này nè, để rồi cuối cùng các vị thấy được Như Lai. Thế thì bây giờ tới chỗ này đó, thì Đức Phật lại cái tư tưởng tiếp theo là nó dính vô kinh Duy Ma Cật. Duy Ma Cật lúc này á không đề cao cái vấn đề chỉ có ông tăng tu hành mới thành Phật không thôi, mà đề cao luôn cả cái giới cư sĩ như ông Duy Ma Cật, để nói rằng tất cả đều có khả năng hiểu biết hết. Rồi cuối cùng bây giờ tới chúng ta hôm nay đó là cái tư tưởng kinh Pháp Hoa. Một lần nữa nó nâng lên một cái nữa để nói lên cái Phật tánh của tất cả mọi người. Tuyệt vời chỗ đó các vị. Rồi tôi nói chiều nay mà tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ, tôi suy nghĩ rồi tôi cúi đầu tôi cảm ơn cái gì mà mấy mươi năm qua của mình. Tôi mới cho một ông đạo hữu, mỗi một người có một cái trách nhiệm. Tôi nhớ lại những cái hình ảnh ngày xưa tôi ở quận 2. Tôi nói là cái giai đoạn mà bắt đầu tôi phát triển về cái não. Khi tôi lên Sài Gòn ở Bà Chiểu 4 năm, ở Gò Vấp 4 năm, ở quận 2 4 năm. Giờ tôi ngồi nghĩ tôi nhớ thương Phật tử thời đó. Nếu không có những người thời đó, tôi không được như tới thời hôm nay. Mà từ khi về Sài Gòn tới bây giờ 25 năm rồi. Cho nên những người già chết nhiều lắm. Mà gần đây nhất á, là cái ông đệ thầy, cái chú đệ tử mà nó quy y tôi đầu tiên á, mà nói với tôi một tuổi á. Sau khi nó làm đệ tử, tôi làm ông thầy, nó xin nó quy y rồi á. Rồi vài năm sau nó có gia đình. Tôi nói thôi không có duyên đi tu thì có gia đình, chứ tôi không ép ai đi tu hết.
mà gia đình nghèo, cũng nghèo ở Bà Chiểu. Rồi trải qua cái cuộc đời nó trôi nổi bềnh bồng, các vị biết sau khi ở Sài Gòn 12 năm tôi học xong, tôi về quê 5 năm. Tôi về quê 7 năm chứ, về quê 7 năm. Tôi qua đây coi như 7 năm là 14 năm. Thì sau khi về quê 2 năm á, thì vợ chồng con cái nó mới dẫn nhau xuống thăm tôi một lần. Rồi sau khi là 5 năm sau là cũng không có gặp nhau rồi, cái xóm Bà Chiểu nó giải tỏa. Rồi qua bên này 7 năm, tôi mới nhớ lại cái hồi xưa có những đứa đệ tử ban đầu, tôi mới bảo đi tìm. Đi tìm tôi nói nhớ hồi xưa nó cũng nghèo, mà bây giờ có vợ có con, nó cũng không có trình độ, thì nghĩ mình không có trình độ ngoài đời nhiều thì cũng ở xứ Việt Nam cũng làm gì được giàu đâu. Đi tìm 3-4 đứa con lôi ngôi thấy rồi cũng lớn, tôi mới gửi chút xíu tiền về cho chút thôi, chưa nhận được. Tôi buồn lắm, buồn là buồn thấy cuộc đời nó vô thường, chứ không phải buồn lưu luyến gì đệ tử đệ tôn, nhưng mà mình buồn là cái cuộc đời nó sao nó mau chóng. Thì trong cái mùa an cư đó đi cho người đi tìm, thì tôi nghĩ là đi tìm cũng phải một ngày một buổi, nhưng mà không ngờ đi tìm gặp. Thì tội nghiệp nó lên mạng, nó mới kết bạn tôi nói chuyện, mà tôi không có thời giờ trong cái mùa an cư rồi. Tôi nói thôi để qua Du Lan thầy mới được rảnh, mà thậm chí phải qua Trung Thu nữa cơ, thầy mới được rảnh, rồi thầy trò hàng nguyên sau mấy chục năm. Quà tôi gửi về chưa nhận. Nghèo, đi chở đồ về cho vợ bán nửa đêm từ cầu Bình Điền chạy về Thủ Đức. Giáp khúc cây tệ chết. Tôi mới thấy nó vô thường, nó nhanh quá. Rồi cũng mới điện hỏi người này người kia, tôi cũng thấy vậy rồi. Thấy con nó mới thấy cái mạng của ba nó có cái làm bạn với trang Facebook của tôi, con nó mới nhắn qua ba con chết. Thì tôi cũng nghĩ là chuyện bình thường, tôi tưởng đâu là ba nào. Tôi cũng mò mò, tôi coi, tôi mới giật mình. Rồi xong tôi mới điện về cho Phật tử, cũng thôi cũng một ngày cũng tình thầy trò đi tụng kinh đàng hoàng. Và tôi mới hỏi lại, hỏi lại Bà Chiểu những người đó còn không, Gò Vấp những người đó còn không, quận 2 những người đó còn không. Trời ơi, chết rộp sạc hết rồi. Bởi vì cái thời của tôi, những người mà từng mà nuôi tôi thời đó thì các vị biết là cũng phải 5-60 tuổi, mà bây giờ 25 năm đã trôi qua. Thì tôi hỏi các vị, nếu mà 60, 70, 80 thì còn bao nhiêu? Rồi tôi mới nói cái vụ nhân viên này. Chiều nay tôi mới nói ông Đạo Hữu Phật tử là cái người mà hồi xưa từng thời tôi còn nhỏ mà từng tới lui tụng kinh, ông nay cũng ngoài 60. Tôi mới nói cuộc đời Đức Phật nói mình không thể được, không một cái gì sai vụ cái lý nhân duyên này nè. Tôi nói bây giờ Đạo Hữu, anh chỉ có trách nhiệm anh đi thăm coi những Phật tử, tôi nhớ ngày xưa rất nghèo mà có cái tâm đạo ở quận 2, rồi là những Phật tử ở Bà Chiểu thôi, còn Gò Vấp khỏi. Ông hỏi cho Gò Vấp sao khỏi. Tôi nói trời đất sắp xếp hết rồi. Bởi vì tôi đâu có ngờ rằng cái quả địa cầu nó như vậy, mà tôi đi tới cái đất Mỹ này, mà cuối cùng cái người mà một trong những cái người Phật tử ngày xưa, mà con Phật tử ngày xưa có công với tôi, lại là su gia của vợ chồng Quyền, vợ chồng ông mà hầu trưởng hồi xưa mời tôi về đây. Thành ra mỗi một năm thì cái vị đó có qua đây một lần hoặc hai lần, hoặc 2-3 năm một lần gì đó, thì coi như tôi đã có hỏi thăm rồi. Thậm chí tôi không có tiền bạc gì thật sự, nhưng mà tôi cũng có nhớ người này kia, lần tôi gửi cho một chai dầu, gặp một lọ thuốc, cũng là cái tâm tình của tôi, cái ơn nghĩa của tôi đối với Phật tử ở Hòa Pháp rồi. Ý tôi nói như vậy, thành ra tôi mới nói rằng cái cuộc đời các vị biết nó không mất đi đâu hết, xôi qua xôi lại, lộn tới lộn lui cũng mình với mình mà thôi. Thành ra đó, thương cách mấy cũng gặp nhau, mà thù cách mấy cũng gặp nhau. Cho nên kiếp sau tôi đệ tử tôi đông lắm, bởi vì mấy người mà nó ghét tôi là kiếp sau đệ tử tôi hết đó. Đó là sự thật đó. Bị thương cũng gặp mà ghét cũng gặp, không chạy đi đâu được nghe các vị. Hãy là chấp nhận làm kiếp con người, mà không làm con người làm con gì.
Các vị biết học đạo rõ vậy đó, mình không làm con người, không làm con gì khác nha. Bữa nay tôi nói sơ cái này, còn 10 phút nữa thôi, học lần 45 phút tôi nói nè. Tôi khẳng định với quý vị, quý vị có làm ác cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng phải đầu thai để làm con người thôi. Cái điều này để tôi nói cho các vị sao, trừ khi nào các vị không còn một cái mãi mai phước báo nào nữa hết đó, các vị mới đầu thai làm con trâu, con bò, con gà, con vịt, con chim, con chó nghe. Còn bây giờ các vị giàu có làm ác cỡ nào đi chăng nữa đó, nhưng các vị vẫn còn là tình người nghe. Thí dụ như tôi nói đây, tôi nói mừng mừng thí dụ nghe. Mấy người mà ghét tôi, ghét cay, ghét đắng nghĩa, nhưng mà họ có tu không? Họ vẫn có tu à nghe. Họ vẫn có họ tâm quy ngũ giới, họ vẫn có ăn chay, họ vẫn có ngồi thiền, họ vẫn có niệm Phật đàng hoàng, thì làm sao mà mắc kiếp người được. Dầu họ có thể ăn tươi nuốt sống ông thiện tài này, dầu họ có thể thù đưa ông thiện tài này tới tận cùng không cho ngôi đầu lên, nhưng mà chắc chắn họ không mắc kiếp người. Nhưng mà rồi sao? Họ sẽ trở lại làm người, nhưng mà làm người tiếp tục cũng sao? Cũng đau thương, cũng sầu hận, cũng thù oán. Vì vậy mà làm sao mà ngay kiếp này nè, thầy trò mình dạy với nhau, nhắc với nhau nghe, rồi các vị ráng mà hóa giải nha. Ráng hóa giải. Gặp nhau nữa đừng hận thù. Ráng hóa giải các vị. Cho nên học đạo vậy, quý vị thấy nó quý giá lắm, chứ đừng có tụng kinh là chỉ phụ thôi. Nhưng mà đi chùa không tụng kinh học đạo không á, là trở thành tăng thượng mạng nha. Tôi nói thẳng à, chứ đừng có nói vậy là ông thầy tài ông bác cái lý tụng kinh, rồi cái Phật tử trên mạng nghe đó vậy thôi, tôi không đi chùa, tôi không tụng kinh vậy đó. Cái thứ đó là thứ tăng thượng mạng. Bởi vì mình nghe là một chuyện, nhưng mà mình nghe phải có tấm lòng cung kính đối với tam bảo thế gian này. Vẫn lại Phật tượng, vẫn đọc kinh, vẫn ngồi thiền, vẫn ăn chay, vẫn làm điều lành à. Chứ còn bây giờ chưa có thể nói là nhảy một bước tới trời được. Bây giờ các chị muốn lên nóc nhà, các vị phải bắt thang à. Chứ không có thể nào tự nhiên tôi nói đang vậy đó thôi, thôi vậy không cần mấy cái này, nhảy lên nóc nhà mà ngồi không có. Phải nhớ nương ngưỡng cửa phương tiện. Bởi vì mình chưa có giải thoát được. Tôi trở lại cái vấn đề, thành ra tôi mừng lắm. Tại sao mà thầy nói thật các vị, nói thật luôn á, nếu tôi vì công danh phú quý, tôi vì cơm mang áo mặc, tôi không có bỏ, tôi không có ở cái chùa Vạn Hạnh, không có ở cái đất New Mexico này đâu. Nhưng mà tại nó kỷ niệm quá lớn đối với tôi. Bởi vì những cái bài học nó vô giá, mà ngày chiều hôm nay mà tôi ngộ ra vấn đề này thì các vị biết là nó vô giá. Vì vậy mà có những cái hận thù, các vị đừng tưởng đâu là thầy hận thù. Có những cái giận dữ thầy thốt ra cửa miệng thầy, những lời khó nghe, các vị cũng đừng tưởng đâu là như vậy là thầy đau buồn, thầy xấu xa, không phải đâu. Cái đó là cái nghiệp tật thôi. Nhưng mà thật chất tôi biết rằng trước sau tất cả những người thương kẻ ghét đều cùng chung một cái hải hội pháp hoa này. Bởi vì kinh pháp hoa đó là gồm sâu hết à, từ thánh cho tới phàm đều trong một cái hải hội, trong một cái diệu pháp liên hoa hết. Cho nên các vị đáng học, tối nay tôi tính cố gắng tôi nói chữ diệu, mà nói này cái là nó thành ra nó hết giờ rồi. Vậy thì ráng chủ nhật, bây giờ một tuần, tôi nói cho quý vị nghe, tôi thích vậy đó. Bây giờ tôi thích đi làm chơi, tôi cũng tiếp tục muốn cái cuộc sống hòa quyện với cuộc sống, để thấy cái hiểu được cái cuộc sống. Tôi thích vậy đó. Thì bây giờ tôi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tôi đi làm chơi. Thì tôi nói rồi, chấp nhận tôi đi làm thì 6 giờ chiều thứ sáu là phải cho tôi về. Tôi không bỏ thời kinh thứ sáu, tôi không bỏ bài giảng thứ sáu. Thứ bảy tôi ở tới khuya cũng được. Chủ nhật tôi cũng không bỏ thời kinh, bỏ giảng. Tới 1 giờ tôi có mặt, tôi làm tới khuya cũng được. Một tuần tôi làm 3 ngày chơi.
để vừa hoạt động thân thể mà vừa để tôi muốn thấm thía được cái cuộc đời. Với cái nữa là sống ở đất Mỹ này không thể ngồi đó mà chờ ai đưa tôi ăn. Năm qua tôi đã làm điều đó rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh rồi các vị cũng không đồng ý, tôi thành ra tôi nghĩ, nhưng bây giờ tôi quyết định thử con đường của tôi một lần nữa. Các vị biết rằng tư tưởng Đại Thừa này nó phát triển cho tới khi nào cái đầu của một cái hành giả tu giàu xuất gia hay tại gia mà gọi là trà đình tủ điếm bạc bài mà vô phi thanh tịnh đạo tràng thì lúc đó mới đắc đạo. Vô chỗ nơi trà đình tủ điếm cờ bạc đá gà uống rượu sớm mà bình dân hòa quyện với kẻ ăn mày ăn xin, hòa quyện với kẻ giàu có, cho tới thậm chí vua chúa mà tâm nó không bị nhiễm thì lúc đó mới gọi là thanh tịnh, mới gọi là giải thoát. Còn nếu tu hành giàu xuất gia tại gia mà vẫn còn cái tư tưởng xa lánh trần tục, sợ cái này nó dính, sợ cái kia nó dính, sợ cái nọ nó dính, là yếu hèn, là manh nha bại chủng. Để muốn nói lên một cái hệ tư tưởng Đại Thừa này, thôi tới đây nghỉ. Vậy thì cái bài giảng tới tiếp theo cái chữ diệu là bây giờ quý vị muốn học ngày Chủ Nhật hay là một tuần thứ sáu thôi. Tôi không giảng hết một kinh Pháp Hoa mà tôi giảng hết cái tư tưởng, chỉ chữ diệu Pháp Liên Hoa thôi, giảng bốn chữ đó thôi. Thì bây giờ quý vị muốn để riêng cho đạo tràng của mình nghe vậy, hay là muốn ngày Chủ Nhật tôi giảng, mà ngày Chủ Nhật thì có người đi được, hoặc có người mới, hoặc có người không đi được, thì như vậy tuần học thứ sáu thôi hay sao? Cố gắng học cho hết cái chữ diệu. Thì khi cái chữ diệu mà các vị hiểu rồi đó, thì coi như các vị thông được bộ kinh Pháp Hoa, là tôi cúng dường, tôi hiến tặng cho đại chúng, tôi trả ơn cho đại chúng giờ tới cuối năm tại nơi chùa Vạn Hạnh này. Tuần sau thì thứ sáu tôi cũng có ở nhà, thứ bảy thì tôi đi giảng ở Cali 2 ngày đó, khuya Chủ Nhật tôi mới về. Như vậy thì thứ sáu vẫn học tiếp. Bây giờ các vị cố gắng là đúng 7:30 mình rắc chuông cái ken, cái mình lên tụng kinh, đúng 8:15 là coi như mình ngưng mình học đạo, và đúng 9:00 là xong, đúng giờ vậy. Nếu quý vị nào mà về bận quá, về trễ thì cứ về để học đạo. Và thầy có điều đề nghị nè, đừng ý rằng có cái phone rồi đi lên mạng nghe. Thật sự các vị nghe cũng được, nhưng mà nó không bao giờ nó tiếp thu bằng khi các vị nghe hiện tại vậy đâu. Bởi vì khi nghe hiện tại vậy đó, để các chị mới thấy rằng khi nào cặp mắt thầy nhướng, chân mày thầy sụp, thì lúc đó quý vị biết khi nào thầy được an lạc, thầy tâm đắc, khi nào thầy đang có bực bội gì đó. Lúc đó nó từ cái ánh mắt nhìn nhau, cái lời nói nghe cho vào lỗ tai nó mới có sự học được. Chứ còn mà các vị ý là thôi mỗi buổi sáng thầy giải trên mạng rồi có mạng nghe là coi như là lỗ đó. Đó, thì tôi báo về như vậy thì rồi thứ nhất, thứ hai nữa là ví dụ như bây giờ tôi soạn cái bài giáo lý như thế này, là quý vị muốn tôi in ra cho quý vị học, hay là không cần in rồi ý lại có bài học hay sao, hay là tự đem cuốn tập tới học, đâu giờ lấy cái ý kiến chung coi, hay là muốn mỗi lần thầy giảng thầy in ra. Thì 45 phút thôi, đó thì tôi nói 45 phút đó. Hay đó, nãy giờ thấy con nhập được cái chữ chứ mọi người giảm nhiều quá rồi, ra khỏi chữ quên tiêu đó. Đó thì 45 phút thôi, nhưng mà phải học có chất lượng nha. Bây giờ tôi đem hết cái gọi là cái học, cái hiểu, cái tư duy của tôi chia sẻ các vị, tôi nhắc lại các vị. Đừng bao giờ lộn những cái nào đó nó gọi là không đồng thuận của tôi. Cái nghĩa là lâu lâu tôi có lỡ cái lời nào không phải, bỏ một bên, mà cần là cần cái gì? Cái tinh yếu này nghe. Chứ tôi chưa phải là Phật nghe. Tôi nhắc không phải là tôi rào trước đón sau. Mà các vị mà không, các vị chấp văn tự là các vị không thể học kinh Đại Thừa được. Đừng chấp văn tự, mà phải chấp cái ngữ nghĩa, cái nghĩa cao tột của giáo lý Đạo Thừa. Thôi nghỉ, tối mai thì ráng về
với các em nhỏ trung thu. Như vậy tôi ngày mai tôi đi làm cho tới 6 giờ chiều thì tôi nhờ người lên rước tôi về, tôi dự lễ trung thu với các vị, bắt đầu vậy. Thì bây giờ ngày mai đó thì đồ đạc sẵn đó, tôi đã nấu rồi hết rồi đó, chỉ có luộc bún lọc rau nữa thôi. Rồi bây giờ ngày mai các chị ráng cố gắng về đầy đủ. Bây giờ mình vui đi, vui cho mấy đứa nhỏ nó vui, chứ đừng có phân biệt. Rồi cái nữa đó, hiểu rồi nó hòa đồng. Cái dù như các vị ăn thì các vị thích thì ăn nhiều, không thích thì ăn ít, hoặc giả không ăn cũng lạng lạng chơi một chút. Chứ rồi nhiều khi các vị không ăn rồi các vị bỏ, các vị đi về liền, không những người ở lại người ta cũng ngại người ta. Đó thì tôi nhắc vậy thôi, cố gắng thôi, hồi hướng đi đặng cho nghỉ để nói dài nữa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ